Hello, hello, chào cả đại gia đình, buổi tối an lành, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân nha. Hello, Anna Trần, Anna Lê Trần nha. Cảm ơn Anna Trần, cảm ơn cả nhà vào đi cả nhà ơi. Ừ, anh đang like. Hello cả nhà, trời ơi em với Sáu Phượng vô vô đi hôm nay mà vô quá trời luôn, vô tưng bừng có lửa luôn. Chúc cả nhà một buổi tối an lành, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân nha cả nhà. Đó bé Phượng, Hồng Phượng và Sáu Hồng Nhung và là bà xã cũng vừa mới đi Ai vậy? đám tang của cố Hôm nay nghệ chuyện sĩ nó có Xuân còn Yến, mà Linh thấy là trời ơi khán giả vô quá trời luôn, những gương mặt cô hồn nó hiện về cái gì ghê vậy? lắm. Dạ, cái gì Trời vậy? ơi, Nói gì trời? Thôi chưa có tháng 7 mà quá trời luôn. Trời thôi ơi. thôi Chào Nguyễn Hương, chào nha, chào cả đại gia đình thân thương. Chúc cả nhà có một buổi tối an lành, ấm áp bên gia đình và người thân nha cả nhà. Kim Long về rồi phải không? dạ Kim Long về rồi phải không? dạ không đâu có đâu, hình như cậu Long cần sắp đi hát rồi sao. Mới lại thấy có Cẩm Tiên lại là có Kim Long nữa mà. Con không có gặp cậu Long, con gặp chị Trinh. Cả nhà vui không? Rồi bây giờ Tiểu Linh offline chút xíu nha. Ở dưới nhà live Tiểu stream hả? Linh Xin hội nghị lỗi. bàn đào nha. Chúc cả Nhưng nhà mà mình một bữa tối an lành, vui vẻ, hạnh phúc nào bên gia đình và đó người TikTok thân. nó có gì rồi lên lên TikTok đi, lên Lâu lâu TikTok lâu người ta quá mới mấy cái like hội một nghị bàn lần. đạo. Hôm nay TikTok nó đưa lên gia đình là mấy bác sẽ bảo hội nghị bàn Tối nay sẽ đưa lên. thôi mệt quá à, like tắt đi. Rồi bây giờ tạm biệt cả nhà thân thương của Tiểu Linh. Official. Áp Official. episode. Trời ơi 21 người rồi. Thôi bây giờ đột xuất quá giờ có chuyện hay. Bây giờ Tiểu Linh sẽ offline đây, mong rằng cả nhà luôn luôn đồng hành cùng Tiểu Linh và Kim Thoa và Hồng Phượng nha. Rồi. Chúc cả nhà mình một buổi tối an lành, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân nha. Tạm biệt, bye bye, Dương Ý Hương. Rồi, bye bye.